xin chai nước. Thank you, merci. Bây giờ nó mới đang làm, nướng. Bây giờ kia chụp, nhờ nó chụp cái kiểu này. Thế thôi. Chưa. Anh chị ơi. Thank you. Tôi khoái. Mấy đứa trẻ thích đi cái xe VTT này, cái xe trẻ đó này. Cho tương lai từ nó đó. Nói chung là người ta tổ chức như vậy là cũng để hướng đến cái tương lai của thành phố. Có đứa nó từ bé nó thích cái gì là nó thích đồ lắm. Mấy đứa cháu của mình nó thích ô tô, không biết sau này nó làm cái gì không biết. Nó mua, nó sưu tầm bằng bao nhiêu thứ ô tô. Nhưng mà phải đứng ra đây để nhờ cái người này, người ta chụp này. Đứng cạnh thôi, đứng cạnh cái phía bên này này. Để nhờ nó chụp. Vậy à? Tôi đã đi đến các cái vùng kia rồi, nó có nhiều bến tôm chứ tôi chưa đến chỗ này, nhưng mà tôi biết là nó có. Thì ông bà đây là vừa là khám phá vừa là hướng dẫn. Hey, chào YouTube đi các cái nào. Hi. Đang chuẩn bị chập chờn được một ly cà phê bà làm. Bà làm câu thế thì mất ly cà phê rồi. Cố gắng làm lấy một ly cà phê. Hai YouTube cái nào. Hai YouTube. Cái mặt. Trông cái mặt này mà đi sỉ nhục người ta này. YouTube này chắc bảo sư sư bẹt này. Lễ hội của làng, tất cả các xe cảnh sát, các xe cứu hỏa, cứu thương đã tập trung ở đây và rất là đông dân chuẩn bị đến để họ tổ chức một ngày hội. Ngày hội chứ không phải là vấn đề gì về an ninh cả, nhưng mà họ đây là tất cả các cái xe cảnh sát họ tập trung ở đây vòng quanh ở đây. Cảnh sát và cơ động cứu hỏa cứu thương đã tập trung đầy đủ cho các gia đình mùa hè rất là vui vẻ. Đấy, đi radio, lát nữa tầm một tiếng nữa sẽ có người dân họ tới đây và họ sẽ nướng thịt nướng barbecue hay là những cái đồ ăn vặt cho khách hoặc là cho những người dân ở đây họ tới. Đây là cái chỗ mà chắc là để trình bày những giới thiệu mấy cái đồ lưu niệm, áo hoặc là bút hoặc là mấy cái huy hiệu phù hiệu. Keskia có cái gì đấy? No. Làm kỷ niệm hả? We have different colors, I think. Red, please. Red. Oh. Me too. C'est pour offrir? Yeah. Oui, c'est moi parler français. Nước à? Không.
uống nước thì không biết. Moi je voudrais un lac s'il vous plaît. Un lac. Un lac. Merci bien. Ông quay cái chụp tôi để với cảnh sát cho nó có vẻ oai oai. Giời ơi. Chụp cho anh luôn. Cái áo đấy nhỉ? Đây, cầm. Cầm này. Yeah, c'est beau. Yeah, yes, can I have one photo for with him? Cầm tay vào đoàn đi. Không. Cái này cầm. Wow. Hey. C'est beau souvenir. Hey, cầm đấy chụp. Yeah. Mi chu. Mi chu. Cái này thiếu xí bù lê. Chụp cho hai ông bà. Hai ông bà chụp vô đi rồi chụp đó. Từ. What is it? Còn cái mũ hả? Cái mũ. Đổ lên đầu. Ah, ok. Chưa được. Quay lại. Sửa lại. Đấy. Kéo nó ra đằng sau nữa. Bà vào chính cho nó. Đổ vô đi. Ok. Chào bố. À, ok. Une note comme ça. Thank you. Merci beaucoup. Très merci. Áo này vừa. Bonjour. Ça va bien? Oui, c'est trop tard. Oh. Hai ông bà không chụp à? Chụp rồi. Chụp với nó chưa? Ông bà nó chụp đâu? Thôi được rồi. Dài ấy. Ra đấy. Cảnh sát Hồng Gia đấy. DJ AC mà. Bảo an. Hỏi bảo an. Tôi đâu có biết đâu. Tôi nghĩ là nó bán nó làm cái gì souvenir thôi. À thế hả? Ui giời bà này ghê nhỉ. Giỏi thật đấy. Đây này, nó có cái lò nướng barbecue chuẩn bị nướng cái này. Ôi mẹ, ông đội cái đấy hay, đưa tôi mượn cái, tôi đội xong ông chụp cho tôi. ông cầm đằng sau này. Ok. Đấy, ông cầm nó để gì. Được, em phải có cái biểu tượng này xuống cơ. Như là cái thằng kia nó đeo cái kiểu khác kìa. Wow. Vậy đẹp rồi. Đấy, có hình. Được đấy. Giống thổ địa. Ông giống thổ địa đâu. Chỉ là kia chụp lại cái tôm nữa. Bấm chụp vào nút trắng à? Bấm không, bấm vào trên phải ông bấm trên màn hình nó có tròn trắng trắng á. À, ok. Thích cái thôi. Rồi. Ok. Ôi giời. Đến đây nhiều cái lạ. Tôi giờ mới được khám phá đấy. Đây Hồng dễ thương nhỉ. Ngày hội mà. Ồ mấy đứa trẻ con kia nó khoái kìa. Nó được mặc áo kìa. Đâu? Thôi cảnh sát làm cái gì. À,
Đây là nhỏ hay là lớn? Xe này nó mới ác này. Xe này là xe đi bảo vệ ở ngoài thôi. Còn xe này là cái dòng xe mà đi cơ động quá. đứng đây chụp lấy cái xe kia. Đứng từ xa rồi. Ok, không cần xa phải không? Tưởng đứng gần gần xe cho nó có vẻ cơ động tí. Đấy. Mũ đội nữa. Ừ. Mũ đội. Ông kiếm được cái mũ hay vậy, tôi thì chắc là tôi kiếm cái nhỉ. Ông kia không cho. Bà xin cho tôi cái mũ. Thôi ông bà cứ vào xin đi, ông kia bảo ông kia ông muốn một cái mũ. Nhìn thấy chưa? Đấy, đúng 150 năm là ngược lại. Ừ. Ông phải đeo đầu kia xuống. Đấy, ông đeo cái đầu đấy xuống. Để tôi lấy cái bà xin tôi cái đi. Ông phải vào. Vào nó cho liền đấy. Tôi nhiều khi nó biết tôi đấy nhưng mà nó không nói thôi. Thì cứ lấy đi, cứ vào đi, cứ vào đi. Bảo, cho kia ông đang muốn một cái. Đi đi. Cho tôi một cái. Tại vì tôi á. Không phải bà đấy có đâu, ông nào kia có. Nó đứng ở đấy, đứng cạnh nhà nó có đó. Nó trên bàn đấy mà Loan ạ. Không phải trên bàn. Đúng rồi. Nó xếp trên bàn mà. Chưa nhìn thấy 150 đâu cả. Kéo nữa xuống. Úi giời, đấy đúng, kéo nữa xuống, kéo hẳn xuống, xong là gấp lại mấy lần, cứ thế nữa. Chưa, nữa đi, hai bên, kéo sang hai bên. Kéo hai bên. Cho nó bằng nhau. Kéo cái đỉnh lên một tí. Không cái đỉnh. Đấy nữa lên. Rồi. Rồi, ui, được đấy. Được đấy, đẹp, quá đẹp. GMC là cái đây nó gọi là hội bảo an ấy, hội an ninh. Đấy. Được. Cảm ơn. Nó để cái bàn này. À, hay quá. Thế là tôi phải đeo vào. Con tôm hùm này phải ngon lắm nhỉ. Sao đây gì? Không, cái mũ hả? Cái mũ hả? Đổ lên đầu. Ok. Chưa được, quay lại. Sửa lại. Đấy. Kéo nó ra đằng sau nữa, bà vào chỉnh cho nó. Đổ vô đi. Ok. Chào bố. Đây là chợ hải sản của vùng Sediac. Có thể có tôm chín, tôm sống, tôm chín ở trong cái chợ hải sản này. Có không? Làm chín rồi. Bây giờ chắc có tôm chín thì có mua không? Chị ăn thử. À, nó đóng hộp á hả? Không. Mua được đấy hả? 19 đồng một điêu mà chín rồi hả? Là cái scallop 64 đồng 2 điêu là 32 đồng. Ở Nhật rồi. Còn cái mà bà con có nghĩa là 1 điêu đến 1 điêu tư là 11 đồng 49, còn 1 điêu rưỡi. Ồ, quá rẻ. Rẻ đấy. Mua đi, mua con to. Mua ba thằng mình, ba con mỗi thằng ăn con thôi. Còn cho hai thằng ở nhà kia mỗi thằng con nữa. Là 5 con. Mà bây giờ mình mua được, mình đi cả ngày nó có hư không? Mình phải bỏ đá. Ủa, phải. Tí nữa trước khi về. Nhưng mà hỏi là đến mấy giờ nó đóng cửa? 6 giờ. 6 giờ hả? Ok, thì phải 6 giờ thì mình. Con female á. Cái á. Mấy ông kia ông có thích ăn không? Cái này nó không thích ăn nhưng mình coi như là mình quà cho ông á. Không, nó ăn có thích ăn, có không sao, tại vì người ta cho mình là người ta phải làm chín hết rồi, nên là mua đi, nếu mua được thì mua mỗi người một con, không sao, mình có chỗ đá.
Puis vous avez les homards fraîches. C'est seulement déjà cuit. Parfait. Ok. Donc on va revenir parce qu'on va visiter un peu encore. Parfait. Merci. Vous dites ici 1 à 1.5 ou 1.2 livres. Si tu vois le plus gros, c'est 13,99 la livre. Oui. Si tu vois le plus petit, c'est 11,49. Ok. Bon. Parfait. Merci. Vas-y, Ada. Đây là cái vựa tôm sống, vựa tôm luộc đó, người ta bán ở đây. Nhưng mà nó nói là caban hay nó là cái này đấy nhỉ, con tôm lớn nhất chắc nó đây đấy. Nhưng mà nó thực ra nó đi qua cái cầu một khúc nữa cơ.